Cô cảm ơn con, cô mời con về vị trí. Cô thấy các con chuẩn bị đồ dùng rất là tốt đấy. Cô khen cả lớp mình. Bây giờ cô thưởng cho các con một bài hát. Hãy hướng lên màn hình và lắng nghe giai điệu bài hát. Lời bài hát gợi cho các con điều gì nào? Cô Mười Trang. Cô lời bài hát ca ngợi về Hà Nội ạ. Cô muốn biết ý kiến của bạn Phương Anh. Thưa cô, bạn đã trả lời rất đúng, nhưng cô bổ sung thêm ạ. Bài hát ca ngợi về trận chiến giữa ta và với Mỹ ạ. Hai bạn đều câu trả lời đúng đấy. Cả lớp khen hai bạn. Ca khúc các con vừa nghe là bài Hà Nội Điện Biên Phủ trên không của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bài hát đã nhắc đến một chiến thắng oanh liệt trong lịch sử dân tộc. Theo dòng lịch sử, cô trò mình cùng đi tìm hiểu về chiến thắng này qua bài học hôm nay, chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Bài này có trong sách giáo khoa, trang 51. Các con cùng mở sách. Cô mời Ngọc nhắc tên bài cho cô. Con thưa cô, bài ngày hôm nay chúng ta học chính là bài Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Cô mời Lý Ngọc nhắc lại nào. Nước cơ chúng ta, hôm nay bài chúng ta học là bài 24, Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không ạ. Để thấy được âm mưu của Mỹ trong việc dùng máy bay B-52 bắn phá Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc là gì? Cô trò mình cùng đi tìm hiểu phần thứ nhất, âm mưu của đế quốc Mỹ. Sau đây, các con hãy đọc thầm nội dung phần chữ nhỏ trong sách giáo khoa từ đầu cho đến miền Bắc Việt Nam để trả lời cho cô câu hỏi sau. Rồi chia sẻ theo nhóm đôi. Mời các con làm việc đi nào. Cô thấy các con đã làm việc xong. Cô muốn biết ý kiến của bạn Trang. Trong 6 tháng đầu năm 1972, quân dân ta giành được nhiều thắng lợi quan trọng trên chiến trường miền Nam. Đế quốc Mỹ buộc phải thỏa thuận sẽ ký kết Hiệp định Paris vào tháng 10 năm 1972 để chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Cô muốn biết ý kiến của bạn khác.
Cô Mười Ngọc nào? Bạn nào có ý kiến khác? Các con trả lời hoàn toàn chính xác đấy. Vậy đế quốc Mỹ đã sử dụng máy bay gì để bắn phá Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc? Cô mời Thủy. Cô máy bay B-52 ạ. Thủy ơi, cho cô biết em hiểu gì về máy bay B-52? Loại máy bay ném bom hiện đại nhất thời ấy, có thể bay cao 16 km, liên pháo cao xạ, không bắn được, mang khoảng 100-200 quả bom gấp 40 lần các loại máy bay khác. Máy bay này còn được gọi là pháo đài bay. Bạn trả lời hoàn toàn chính xác đấy các con ạ. Đây chính là hình ảnh máy bay B-52. Ngoài ra, Mỹ còn sử dụng loại máy bay khác đấy để bắn phá Hà Nội. Vậy, âm mưu của đế quốc Mỹ sử dụng máy bay B-52 bắn phá Hà Nội là gì? Các con hãy thảo luận theo nhóm đôi để trả lời câu hỏi này cho cô. Cô mời bạn Kiệt đọc lại nào. Âm mưu của Mỹ trong việc sử dụng B-52 bắn phá Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc năm 1972 là gì? Thời gian thảo luận là 2 phút. Các con hãy làm việc đi nào. Âm mưu của đế quốc Mỹ là gì? Các con thảo luận xong chưa? Thời gian thảo luận đã hết. Cô mời nhóm của bạn Trang chia sẻ nào. Âm mưu của Mỹ trong việc sử dụng B-52 bắn phá Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc năm 1972 là hòng hủy diệt cơ quan đầu não của ta và âm mưu khuất phục nhân dân ta. Cô muốn biết nhóm bạn Thu Anh. Âm mưu của Mỹ trong việc sử dụng B-52 bắn phá Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc năm 1972 là hòng tiêu diệt Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc ạ. Bạn trả lời hoàn toàn chính xác đấy các con ạ. Sau hàng loạt thất bại ở chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ buộc phải ký Hiệp định Paris với ta. Đến ngày ký, Tổng thống Mỹ Nixon đã lật lọng, ra lệnh sử dụng máy bay B-52 để hủy diệt Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc. Âm mưu khuất phục nhân dân ta. Chúng tin rằng cuộc rải thảm này sẽ đưa Hà Nội về thời kỳ đồ đá, buộc ta phải ký Hiệp định Paris do chúng đặt ra và có nợ cho chúng. Vậy trước âm mưu của kẻ thù, quân dân Hà Nội đã chiến đấu như thế nào? Cô trò chúng ta cùng đi tìm hiểu tiếp nội dung của bài Hà Nội 12 ngày đêm quyết chiến. Sau đây, cô chia lớp thành 5 nhóm như các tiết học trước. Mời các con trở về vị trí. Nhiệm vụ của mỗi nhóm là thảo luận, trả lời một câu hỏi mà cô đã in trong phiếu thảo luận. Bạn trưởng ban học tập đi lấy phiếu thảo luận và phát cho các nhóm cho cô.
Thời gian là 2 phút. Các nhóm bắt đầu làm việc đi nào. Điểm danh 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn đọc câu hỏi và suy nghĩ câu trả lời. Cuộc chiến đấu chống máy bay Mỹ phá hoại năm 1972 của quân và dân Hà Nội bắt đầu và kết thúc vào ngày nào? Diễn ra trong bao nhiêu ngày đêm? Mời nhóm 3 trả lời. Bắt đầu vào ngày 18 tháng 12 năm 1972, kết thúc vào đêm 29 tháng 12, diễn ra trong 12 ngày đêm. Mời các bạn đọc câu hỏi và trả lời câu hỏi. Hãy kể lại trận chiến đấu đêm 26 tháng 12 năm 1972. Mời bạn Hà Anh trả lời. Ngày 26 tháng 12, để tận dụng số lượng máy bay B-52 lớn nhất 105 lần trước vòng hủy diệt Hà Nội, hơn 100 địa điểm ở Hà Nội bị trúng bom. Nhưng ở phố Khâm Thiên, bom Mỹ đã sát hại 300 người, phá hủy 2.000 ngôi nhà. Quân dân ta đã kiên cường đánh trả, bắn rơi 18 máy bay Mỹ, trong đó có 8 máy bay B-52. Ngày 26 tháng 12, địch tập trung số lượng máy bay B-52 lớn nhất 105 lần trước bắn rơi 18 máy bay Mỹ, trong đó có 8 máy bay B-52 năm trước bị bắn rơi tại chỗ bắt sống nhiều phi công Mỹ. Thời gian đã hết, mời các con trở về vị trí nhóm mảnh ghép. Mời nhóm 4 trả lời câu hỏi. Ngày 30 tháng 12 năm 1972, biết không thể khuất phục được nhân dân ta bằng bom đạn, Nixon tuyên bố ngừng ném bom bắn phá miền Bắc. Mời nhóm 5 chia sẻ kết quả. Kết quả của nhóm 5 là cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B-52 của Mỹ đã bị đập tan. 81 máy bay hiện đại của Mỹ, trong đó có 34 máy bay B-52 bị bắn rơi, nhiều chiếc rơi trên bầu trời Hà Nội. Mời các nhóm ghi lại kết quả. Trận chiến 12 ngày đêm diễn ra trong thời gian nào? Bắt đầu vào ngày 18 tháng 12 năm 1972, kết thúc vào đêm 29 tháng 12 năm 1972, diễn ra trong 12 ngày đêm. Tốt lắm. Thế còn có lực lượng và phạm vi phá hoại của đế quốc Mỹ? Lực lượng của Mỹ là huy động hàng chục tốp máy bay B-52 và các loại máy bay khác ồ ạt ném bom Hà Nội ạ. Còn phạm vi là chúng ném bom vào cả bệnh viện, trường học, khu phố, bến xe, làm cho hàng nghìn người dân chết và bị thương ạ. Tốt lắm, có khen con.
Nhóm con xong chưa? Không ạ. Nhóm của con xong chưa nhỉ? Cô thấy các nhóm đã làm việc xong. Mời bạn trưởng ban học tập nên điều hành. Cô cảm ơn, cô mời con về vị trí. Sau đây, mời tất cả các con trở về vị trí của mình. Bạn nào hãy nhắc lại cho cô, trận chiến 12 ngày đêm cuối năm 1972 diễn ra trong thời gian nào? Cô mời Ngọc. Bạn trả lời hoàn toàn chính xác đấy các con ạ. Vậy trận chiến đó có những trận đánh nào? Cô mời Thủy nào. Khoảng 20 giờ ngày 18 tháng 12 năm 1972, thứ hai, đêm 20 rạng sáng 21 tháng 12, ba ngày, ngày 26 tháng 12, đêm 29 tháng 12. Thế trận đánh nào là ác liệt nhất à con? Ngày 26 tháng 12. Bạn trả lời rất tốt đấy. Vậy đế quốc Mỹ đã đánh phá những địa điểm nào ở Hà Nội? Cô mời Long. Bạn trả lời rất tốt đấy các con ạ. Đây chính là hình ảnh bệnh viện Bạch Mai bị máy bay Mỹ ném bom đấy. Thế Mỹ còn đánh địa điểm nào nữa? Cô mời Yên nào.
Đúng rồi đấy các con ạ. Đây chính là hình ảnh trường học bị bom Mỹ tàn phá đấy. Mỹ còn đánh nơi nào nữa à? Cô Mười Trang nào? Đánh vào khu phố ạ. Đúng rồi đấy. Mỹ đánh nhiều khu phố ở Hà Nội. Đây, điển hình là khu phố Khâm Thiên bị máy bay Mỹ ném bom đấy. Và các con ạ, trường học, bệnh viện, khu phố, bến xe là những nơi tập trung đông người. Mỹ chọn những nơi này để giết hại nhiều người, từ người già đến trẻ nhỏ. Với sự lật lọng, ngoan cố, độc ác của đế quốc Mỹ, quân dân Hà Nội đã chiến đấu với tinh thần như thế nào? Cô Mười Trang nào? Quân dân Hà Nội đã chiến đấu với tinh thần quyết liệt và kiên cường ạ. Đúng rồi đấy các con ạ. Đây chính là hình ảnh dân quân tự vệ thể hiện ý chí quyết tâm bảo vệ miền Bắc, bảo vệ thủ đô thân yêu của chúng ta. Mặc dù nhỏ bé nhưng quân dân ta kiên cường đấu tranh để chống trả Mỹ đấy. Và với tinh thần ấy thì quân dân ta đã thu được kết quả vô cùng tự hào. Đây chính là hình ảnh bộ đội ta bắt sống phi công Mỹ. Rồi nhiều máy bay rơi trên đường phố Hà Nội. Bây giờ cô trò chúng ta cùng hồi ức về trận chiến 12 ngày đêm qua video sau. Mùa đông năm 1972, do những thất bại nặng nề trên cả hai miền Nam Bắc, Mỹ buộc phải chấp nhận đàm phán để tiến tới ký kết hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vào ngày 31 tháng 10 năm 1972 tại Paris. Sau một lần nữa, với bản chất hiếu chiến và ngoan cố, chính quyền Nixon lại lật lọng. Chúng hy vọng với sức mạnh áp đảo vũ khí chiến lược hùng mạnh sẽ tạo ra sức ép buộc ta phải chấp nhận theo các sửa có lợi cho chúng. Một nền hòa bình mong manh đang đứng trước nguy cơ bị phá vỡ. Và dù đã cố tình bước đi để tạo thêm bất ngờ, thì quyết định tập kích cường không chủ lực của Mỹ vào Hà Nội mang mở tay là hết ở hai cũng dần bị nổ ra. Cho dù đến 14 giờ ngày 18 tháng 12, ta vẫn nhận được câu hỏi của Mỹ, mà thực chất là một cuốn hậu thư đòi ta phải họp lại hội nghị Paris. Nhưng cho ngoại giao lừa bịp ấy không thể cứu được gì cả. Quân và dân Hà Nội với bản lĩnh vững vàng, bình tĩnh, tự tin và tỉnh táo đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến, tăng cường tham vọng quy mô và ý chí chiến đấu. Và đúng như ta dự đoán, chỉ chưa đầy 6 tiếng đồng hồ sau khi ra nước Mỹ, vào 19 giờ 40 ngày 18 tháng 12, cuộc tiếp tục không chiến lược của Mỹ chủ yếu bằng máy bay B-52 vào Hà Nội đã bắt đầu. Dường như với sự chuẩn bị công phu và nhiều tham vọng, bè lũ hiếu chiến ở Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã đặt lọt vào trận đánh này. Một lực lượng máy bay khổng lồ bao gồm 1.192 chiếc các loại đã được huy động. Trong đó lực lượng B-52 là 193 chiếc, chiếm 50% lực lượng không quân chiến lược của cả nước Mỹ. Lực lượng không quân chiến thuật có 999 chiếc, bao gồm toàn bộ lực lượng không quân chiến thuật của không quân chiến lược của B-52. 250 tổ đại đóng tại các căn cứ của Tà Pao, Nguyên An và Thái Lan đã được huy động trong cuộc chiến này. Các con thấy video tư liệu trên có thú vị không nào? Có ạ! Vậy chiến thắng 12 ngày đêm cuối năm 1972 có ý nghĩa như thế nào? Các con hãy đọc nội dung cuối của bài để tìm hiểu ý nghĩa cho cô.
Cô mời Ngọc chia sẻ câu trả lời. Vâng thưa cô, 12 ngày đêm chiến đấu và chiến thắng cuối năm 1972 là một chiến dịch phòng không anh liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ miền Bắc. Đây cũng là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử không quân Mỹ. Do tầm vóc vĩ đại của chiến thắng anh liệt này, quân dân ta và dư luận thế giới đã gọi đây là trận Điện Biên Phủ trên không. Thế còn ý kiến của Lý Ngọc thì sao? Con hãy nêu lại ý nghĩa của chiến thắng này. Thưa cô là 12 ngày đêm chiến đấu và chiến thắng cuối năm 1972 là một chiến dịch phòng không anh liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ miền Bắc. Đây cũng là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử không quân Mỹ. Do tầm vóc vĩ đại của chiến thắng anh liệt này, quân dân ta và dư luận thế giới đã gọi đây là trận Điện Biên Phủ trên không. Các con trả lời hoàn toàn chính xác đấy. Vậy tại sao chiến thắng 12 ngày đêm cuối năm 1972 lại được gọi là chiến thắng Điện Biên Phủ trên không? Cô mời Duy nào? Vì đã đánh tan cuộc tấn công quy mô lớn bằng B-52 ạ. Cô muốn biết ý kiến của bạn Phương Anh? Có bạn nào có ý kiến khác? Đấy cũng là đáp án của cô đấy các con ạ. Thế chiến thắng này còn gợi cho các con nhớ đến chiến thắng lịch sử nào? Cô mời Trường nào? Con là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ạ. Bạn trả lời hoàn toàn chính xác đấy các con ạ. Chiến thắng 12 ngày đêm cuối năm 1972 ở Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc là chiến thắng oanh liệt nhất trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Chiến thắng này đã đập tan cuộc tập kích bằng B-52 của Mỹ, phản ánh sự thất bại nặng nề của Mỹ, giống như Pháp trong trận Điện Biên Phủ năm 1954. Do tầm vóc vĩ đại của chiến thắng này, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán ký Hiệp định Paris, giống như Pháp ký Hiệp định Geneva chấm dứt chiến tranh, công nhận độc lập chủ quyền của nước ta. Vì thế, dư luận gọi đây là trận Điện Biên Phủ trên không. Qua tìm hiểu các nội dung của bài học, bạn nào giỏi hãy cho cô biết âm mưu của đế quốc Mỹ sử dụng máy bay B-52 bắn phá Hà Nội là gì nào? Cô mời An. Bạn trả lời đúng rồi đấy các con ạ. Trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, đế quốc Mỹ dùng máy bay B-52 ném bom hủy diệt Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc. Âm mưu khuất phục nhân dân ta, song quân dân ta đã lập nên chiến thắng oanh liệt Điện Biên Phủ trên không. Đây chính là nội dung bài học trong sách giáo khoa trang 53. Cô mời bạn Hà đọc nào. Trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, đế quốc Mỹ dùng máy bay B-52 ném bom hào hủy diệt Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc, âm mưu khuất phục nhân dân ta, song quân dân ta đã lập nên chiến thắng oanh liệt Điện Biên Phủ trên không. Cô mời Nguyên đọc lại nào. Trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, đế quốc Mỹ dùng máy bay B-52 ném bom hào hủy diệt Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc, âm mưu khuất phục nhân dân ta, song quân dân ta đã lập nên chiến công oanh liệt Điện Biên Phủ trên không. Để kiểm tra các con có nắm chắc kiến thức bài của bài hay không, cô trò mình cùng đi làm một bài tập trắc nghiệm sau. Nào, các con hãy sử dụng thẻ học tập để chọn đáp án của mình. Câu hỏi số 1. Đế quốc Mỹ ném bom Hà Nội nhằm âm mưu gì? Chúng ta cùng suy nghĩ đi nào. 1, 2, 3. Cô thấy các con đều chọn đáp án A đấy. Và đấy cũng chính là đáp án của cô. Câu hỏi số 2. Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không diễn ra vào thời gian nào? Các con đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. 3, 2, 1. Cô mời bạn Ngọc giải thích vì sao con chọn đáp án B. Con thưa cô, cuộc chiến đấu của ta kéo dài từ ngày
đến ngày 29 tháng 12 năm 1972 ạ. Rất tốt đấy. Cô thấy các con đều chọn đáp án B giống bạn Ngọc. Chúng ta hãy cùng hướng lên màn hình để kiểm tra đáp án nhé. Đáp án B là đáp án hoàn toàn chính xác đấy. Câu hỏi số 3. Tại sao Tổng thống Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom ở miền Bắc? 1, 2, 3. Cô thấy các con đều chọn đáp án B. Và đó cũng là đáp án của cô đấy các con ạ. Câu hỏi số 4. Ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ trên không là gì? Các con hãy suy nghĩ đi nào. 3, 2, 1. Cô thấy các con đều chọn một đáp án. Bây giờ chúng ta cùng hô to đáp án của mình nhé. C. Hoàn toàn chính xác. Qua phần bài tập, cô thấy các con rất nắm chắc kiến thức đấy. Cô khen cả lớp mình. Bây giờ, bằng sự hiểu biết của mình, các con hãy thể hiện cảm nghĩ về chiến thắng Điện Biên Phủ trên không hoặc về Hà Nội bằng đoạn văn, đoạn thơ hoặc bằng tranh vẽ. Các con hãy thể hiện đi nào. Qua theo dõi, cô thấy các con có nhiều cách thể hiện cảm nghĩ khác nhau. Cô mời bạn Trang chia sẻ nào. Sau khi học bài lịch sử này, em càng tự hào về lịch sử dân tộc, em yêu quê hương đất nước hơn. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để chung tay xây dựng đất nước giàu đẹp hơn. Như vậy là bạn Trang đã thể hiện niềm tự hào dân tộc đấy. Cô mời bạn Ngọc nào. Mấy năm giặc bắn phá, Ba Đình vẫn xanh cây, trăng vàng chùa một cột, phủ Tây Hồ hoa bay, chẳng đăng khoa. Con cho cô biết bài thơ ca ngợi về địa danh nào? Con thưa cô bài thơ mà con vừa đọc ca ngợi địa danh Hà Nội. Rất tốt. Các con hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình vào hòm thư cá nhân nhé. Qua giờ học, cô thấy các con học tập rất là tốt, tích cực, sôi nổi và nắm chắc kiến thức. Cô khen cả lớp mình. Giờ học đến đây là kết thúc. Các bạn đứng. Chúng ta chào cô ạ. Mời các con ngồi xuống.